Chào bạn, đây là Quincy. Tôi tự luyện tiếng Trung để có cơ hội phát âm dạng đa ngôn ngữ. Cùng lúc luyện nói tiếng Trung, tiếng Mỹ và tiếng Việt, tôi nghĩ ra đề mục này. Bài đọc hôm nay chủ đề My wife left me. 妻子离开了我. Vợ tôi chia tay với tôi. Bài 64. Trước hết tôi gắn các ký tự phiên âm dưới các con chữ gọi là phiên diên. Và nhờ vậy tôi có thể đọc các con chữ này theo đúng âm quan thoại. Xì chữ lý khai lờ vô. 你结婚了吗? 没有。我离婚了。你什么时候离了婚? 我两年前离了婚。你为什么离婚? 我的妻子离开了我。她为什么离开你? 她说她不再爱我了。爱那真糟糕。是的，事实很糟糕。 他为什么不再爱你了？他爱上了我最好的朋友。Vâng, tiếng Anh Việt. My wife left me. 妻子离开了我, vợ tôi đã chia tay với tôi. Are you married? 你结婚了吗? Bạn kết hôn chưa? No, I'm divorced. 没有，我离婚了。 Không, tôi đã ly hôn rồi. When did you get divorced? 你什么时候离了婚? Anh ly hôn lúc nào? I got divorced 2 years ago. 我两年前离了婚. Tôi đã ly hôn 2 năm. Why did you get divorced? 你为什么离婚? Tại sao anh ly hôn? My wife left me. 我的妻子离开了我. Vợ tôi bỏ tôi. Why did she leave you? 她为什么离开你? Tại sao vợ anh bỏ anh? She said she didn't love me anymore.
Ta xua thập trai. Ai vô là. Cô ấy nói cô không còn yêu tôi nữa. Wow, that's terrible. À, là trên trao cao. Oh, thật khủng khiếp. Yes, it was. Sư tờ. Sư sử hình trao cao. Vâng, thật khủng khiếp. Why didn't she love you anymore? Ta vì sao bù chai ai nì lè? Vì sao cô ấy lại không còn yêu anh nữa? She fell in love with my bad friend. Ta ai sang là vô chơi hào là phẩm dậu. Cô ấy đã yêu người bạn thân nhất của tôi. Quincy, chào bạn. Hẹn gặp lại.